bà đi lại. Cô ơi, cô tôi đòi quà, cô tôi xin tôi vài đồng. Bỏ tay của ông ra, tôi không có đâu. Gửi đâu? Gửi. Thằng chó kia đâu? Bà này, tôi thấy con Linh nhà mình nó đi chơi về muộn quá bà ạ. Nó hư như thế cũng tại ông ấy nhá. Ông suốt ngày công việc chả để ý con cái thì cả. Bây giờ tôi đi làm cả buổi cả ngày. Tôi làm sao có thể quan tâm được nó? Này, ông là bố đấy nhá. Bà nói cái gì đấy? Này, ông nói cái gì đấy? Này, con hư là tại mẹ nhá. Này, ông vừa phải đấy nhá. Con Linh đâu? Con chưa về. Linh, con đi đâu về đấy? Tôi đi đâu là quyền của tôi. Ông quan tâm mà làm gì? Này, Linh, con nói bố cái gì đấy? Hả? Linh, đứng lại. Ô, đến đâu? Bạn thân đâu? Linh ơi, gì đấy? Dậy đi chùa với tao đi. Đi đâu? Đi chùa. Làm gì? Mấy dạo này tao vừa bị tai nạn, lại còn vừa bị thằng bồ nó đá. Dậy đi chùa với tao để giải đi. Tao không đi đâu mày. Đi. Thôi dậy thay quần áo đi với tao đi. Đi. Thôi đi. Ừ. Đi. Con chó. Con chó. A Di Đà Phật. Có thấy cái gì đâu? Ê mẹ ơi, đi vào xem ông thầy ông đang giảng gì đi. Không, tao không đi đâu, mày thích thì mày đi với mình đi. Thôi, đã đến đây thì vào đi. Thôi, không nói nhiều nữa, đi vào với tao, đi. A Di Đà Phật. Nếu gặp kẻ khinh chê hay coi thường người khác thì dạy cho quả báo sống không người yêu thương, ngọng câm mồm lở loét. Nếu gặp kẻ hoang phí tiền tài của thế gian thì dạy cho quả báo đến khi phúc báo hết, sống thiếu hụt khốn khổ. Lại nếu gặp kẻ bất hiếu, trái nghịch với cha mẹ cùng ông bà tổ tiên thì dạy cho quả báo đọa vào trăm đường ác, bị trời thu đất diệt. Ô, Linh, Linh, sao đây? Không thể nào. Mày, thầy nói điều đấy. Đi ra. Ôi, thầy ơi, thầy cứu con với. A Di Đà Phật, con gặp chuyện gì? Nếu bất hiếu với cha mẹ thì sẽ bị trời thu đất diệt ạ? Nếu kẻ nào phạm vào tội bất hiếu, trái nghịch với cha mẹ cùng ông bà tổ tiên, đọa vào trăm đường ác, bị trời tru đất diệt. A Di Đà Phật. Thầy ơi, thầy cứu con ơi, bây giờ con phải làm thế nào ạ? Con hãy nhớ rằng gieo nhân nào thì gặp quả đó. Tội bất hiếu là một cái nghiệp lực cực kỳ to lớn. Con phải chăm làm nhiều việc tốt. Nếu có thời gian rảnh, hãy lên chùa tu đọc kinh sách, học đạo thánh hiền. Có như thế mới có thể hóa giải nghiệp ác. A Di Đà Phật. Vâng, con cảm ơn thầy ạ. A Di Đà Phật. Chào thầy ạ. Chào con. Có việc gì đấy con? Con đến nhờ thầy xem hộ con nhà con thế nào thầy ạ. Nào, đưa tay thầy xem. Nhà đi cũng có của ăn của để đấy. Nhưng mà đứa con gái lúc nào cũng chùa với cả chiền. Ô, thôi sao? Con thấy nó đi chùa nó cũng ngoan lắm thầy ạ. Cố mà không giữ nó thì cố mất con như chơi. Ôi chết, sao thế thầy ơi, con có mỗi đứa con gái, thầy giúp con vay bao nhiêu cũng được. Ôi, thầy ơi. Đơn giản, cô cầm nó lên chùa thế đã sợ. Ôi thế thôi ạ. Đơn giản thế thôi ạ. Ủa, thế thôi. Con thầy con cảm, thầy không có thầy chắc con không bây biết đâu. Bây giờ xong việc chưa? Dạ xong rồi. Ủa, con quên mất. Ê con gửi thầy. Thầy xin. Ôi con đội ơn thầy ạ, cảm ơn thầy nhá. Thầy nhá. Anh để đâu anh? Ôi. Quần áo đâu? Linh ơi. Dạ. Con làm gì đấy? Con đang đọc sách mẹ ạ. Ủa mẹ xem nào.
Đây ạ. Ừ, sách gì? À, nhân quả báo ứng hả con? Vâng ạ. Ủi, hay không con? Dạ hay ạ. Ủa, hay thế cơ à? Hay này, hay, hay, hay rồi. Ơ kìa mẹ, mẹ làm cái gì đấy? Tao làm gì, tao là mẹ mày, tao tốt cho mày thôi nhá. Này, từ giờ không có chùa chiền hết, cái nhà không cần chùa chiền. Mày mà còn bước chân tới chùa nữa, mày đừng bước vào nhà tao nữa, nhớ chưa? Ơ kìa mẹ. Quần áo đâu? Quần áo mày đâu ạ? Tao đốt hết quần áo mày đâu rồi? Tao đốt sạch nhá. Đưa đây, đưa đây. Không, không đưa, con không đưa, mẹ không có quyền làm như thế. Chùa, chùa, chùa chuyện cho mày như thế hả con? Mình cũng khổ nữa. Rồi là bố mẹ hiểu sai về Phật pháp thì sao? Không được, mình sẽ bị như vậy là phạm tội bất hiếu. Mình sẽ bị trời tru đất diệt. Mình phải thay đổi mới được. Đúng rồi, mình sẽ trở thành một đứa con ngoan. Sao? Thế ông đi cẩn thận nhá. Ông cảm ơn con. Vâng ạ. Ôi. Ta ăn người người ăn ta, bao nhiêu kiếp nu ăn nhau hoài, chúng sanh là mẹ cha ta, sao ta nỡ giết đi mà. Phóng sanh đi, phóng sanh đi, cho những loài chẳng còn. Cứ vào đi. Quà của cô đây ạ. Con gửi. Con gửi. Đây ạ. Đây. Đây. Đây ạ. Chúc mọi người có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Mới dọn nhà xong mệt quá. À, bố mẹ về. Để con xách cặp cho bố nhá. Bố mẹ vào rửa chân tay đi rồi mình cùng ăn cơm. Bán đâu, tại sao không kêu bán? Con dọn cơm rồi, bố mẹ cùng ăn cơm nhá. Ôi, cơm hôm nay con Linh nấu hả con? Dạ vâng ạ. Cơm canh ngon quá, nào ngồi xuống mình cùng ăn. Dạ vâng, bố mẹ ăn nhiều vào nhá. Con xong rồi. Thôi bố mẹ ăn xong rồi ấy, con dọn đi nhá. Dạ vâng ạ, để con dọn. Xách đồ rồi, xách đồ rồi. Xách đồ. Cái vỏ này. Ông. Bà này, dài tôi thấy con Linh nhà mình nó thay đổi hẳn bà ạ. Ừ thì tôi thấy nó cũng ngoan ngày xưa lắm ông ạ. Ngày xưa nó nghịch lắm, bây giờ nó đỡ rồi thế. Ô, ừ. Con Linh nó đọc sách gì ấy bà? Ừ, đây là sách nhân quả báo ứng. Bây giờ nó còn đọc cả sách Phật nữa hả bà? Tôi xem nào. Ừ thì ngày xưa nó đọc rồi, nhưng mà hồi đấy tôi không thích lắm. Nhưng giờ tôi hiểu rồi ông ạ. Ừ. Linh, bây giờ con đọc sách này à bà? Dạ vâng ạ. Con lấy nước rồi, bố mẹ uống nước đi ạ. Nào, ngồi xuống đây cùng nói chuyện. Dạ vâng. Linh này, dạ, cũng sắp đến rằm rồi đúng không con? Dạ vâng ạ. Thế thì hôm đấy con với bố mẹ lên chùa thắp hương nhá. Thật hả mẹ? Ừ. Thế thì tốt quá. Vậy khi nào đi mẹ nói con nhé. Ừ. Sao diễn viên lại khổ thế này? Sao bên kia, sao bên kia? Đi 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 đi.
A-di-đà-phật, con chào thầy ạ. A-di-đà-phật, hôm nay con không đi với bạn mà lại đi với ai đây? Dạ thưa, hôm nay con đưa bố mẹ con lên chùa ạ. Hôm nay rằm mà thầy. À, con quên giới thiệu với bố mẹ. Đây là sư thầy, người mà đã giúp con thay đổi bản thân mình. A-di-đà-phật, chúng con cảm ơn thầy ạ. Chúng con cảm ơn thầy nhiều lắm ạ. A-di-đà-phật, đó là việc mà những người như chúng tôi nên làm. Thỉnh đại chúng vỗ tay. Vậy Linh, con mau mau đưa cha mẹ đi lễ Phật và thăm chùa đi. A-di-đà-phật. Tôi đã từng đọc một cuốn sách, trong sách có ghi ẩn sâu trong mỗi chúng ta luôn tồn tại hạt giống Bồ Đề Tâm, nhưng do nghiệp báo và vô minh che lấp nên hạt nên không hiện hình được trong một khoảnh khắc nào đó nhờ gặp được một thiện tri thức và hạt giống đó đã được nảy nở. Vậy nên các bạn hãy cố gắng giữ gìn hạt giống Bồ Đề Tâm của mình để không bị thoái truyền. A-di-đà-phật. Chúc các bạn có một khóa tu vui vẻ ạ. Phóng sanh đi, phóng sanh đi.